Xin chào mọi người, mình là Joy Maximin đây. Theo như tiêu đề ngày hôm nay thì trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách wax lông cánh tay nhé. Cái này thì các bạn có thể áp dụng cho full hết cánh tay luôn. Đầu tiên là chuẩn bị sáp wax, đổ sáp vào nồi, bật nút và nấu. Các bạn nấu sáp trong vòng từ 3 tới 4 phút là sáp nó sẽ tan chảy hết như thế này rồi. Cách nhận biết sáp chuẩn thì mình có làm một cái video trước đó rồi, mình có đính kèm ở phần mô tả, các bạn nhớ xem nhé. Trước khi wax, các bạn nhớ xác định cho mình hướng lông mọc nhé. Lông tay nó sẽ mọc một hướng hơi xèo xèo chứ nó không có mọc thẳng theo hướng ngón tay đâu, nên các bạn chú ý phải sáp theo chiều lông mọc và giật ngược lại nhé. Trước tiên là các bạn sẽ quát phần lông mà khi các bạn ngửa bàn tay lên nhé. Phải sáp bắt đầu từ điểm không có lông và kéo thẳng xuống dưới cổ tay. Phần lông ở đây nó sẽ có hướng mọc hơi thẳng theo ngón tay ấy. Chỗ này thì các bạn cứ phết sáp như bình thường thôi. Lưu ý mà khi các bạn phết sáp nhá, là khi phết các bạn nhớ phết cái phần gỡ mối giật đấy và hai bên mép dày một chút xíu, để chút xíu nữa các bạn giật nó sẽ được dễ dàng hơn. Nếu làm lần một chỗ này không sạch lông thì các bạn làm lần hai thì các bạn sẽ làm ngược lại lần một nhá, là phết sáp ngược chiều lông mọc và giật ngược lại. Thứ hai là các bạn co tay lên như thế này và quan sát hướng lông mọc. Các bạn thấy cái phần da trắng nhất ở trên tay ấy, cách phết sáp vẫn tương tự theo nguyên tắc đó là phết sáp theo chiều lông mọc và giật ngược lại. Thứ ba, đây là cái phần nhiều lông và dễ wax nhất. Khi các bạn úp bàn tay xuống như mình như vậy này, thì lông nó sẽ mọc theo hướng xéo từ trong ra ngoài. Ở một số bạn sẽ có hướng mọc ngang từ trong ra ngoài. Waxing thì các bạn cứ phết sáp theo nguyên tắc mà mình nói là ok hết á. Thêm nữa, khi phết sáp các bạn nhớ phết điểm dừng cuối ra ngoài phần da không có lông, để khi các bạn gỡ mối giật nó sẽ không vướng vào lông và sẽ không có bị đau. Các bạn làm như vậy cho đến hết cánh tay thì thôi. À, thêm nữa các bạn nhớ chia từng đoạn nhỏ thôi nhá, thì nó dễ lấy sáp và phết sáp hơn. Vì một số bạn mới wax thì nó sẽ cảm thấy hơi bỡ ngỡ, nên cứ làm từ từ cho mình nha. Tiếp theo là phần cánh tay phía trên, các bạn cũng làm tương tự như trong cái video mình thực hiện, các bạn cứ chia từng đoạn nhỏ vào phết sáp nhé. Các bạn nên xác định khu vực nào mà mình wax để khi mà các bạn phết sáp lên ấy nó không có bị rơi đớt ra ngoài. Waxing xong, các bạn sẽ thấy da nó hơi ửng hồng nhẹ và có chút đường máu ở lỗ chân lông đối với những bạn nào cơ địa lông cứng và đen. Điều này là không sao nhé. Và mình thấy lông tay chủ yếu là lông tơ thôi nên các bạn sẽ không bị chảy máu gì nhiều đâu, và nên các bạn đừng có lo lắng quá. Và ngay sau khi waxing xong ấy, các bạn thoa lên một lớp mỡ chăn làm dịu da ngay lập tức luôn ấy. Các bạn thoa trong vòng 30 tới 60 phút rồi rửa lại bằng nước lạnh. Tuyệt đối là không rửa hay tắm lại bằng nước nóng nhé. Và thêm một lưu ý cực kỳ quan trọng nữa, để làn da của các bạn không bị sần và tránh hiện tượng lông mọc ngược. Sau khi wax được 2 ngày, các bạn nhớ phải tẩy da chết cho mình nhé. Vì sau khi waxing, lông nó mọc lại, nó mỏng và yếu nên khó có thể đâm qua những cái lớp bụi bẩn và lớp kem dưỡng hàng ngày các bạn hay dùng. Nên các bạn cần phải loại bỏ da chết này và bụi bẩn để có làn da trắng sáng và mịn màng nhé. Vậy là xong buổi waxing full tay của mình trong ngày hôm nay, các bạn thử thực hiện coi sao nhé. Có thắc mắc gì thì hãy liên hệ ngay với mình nha. Cảm ơn mọi người.